thấm cõi ác mộng, nên là chẳng chờ mong. Đôi khi người bạn mang gió, nhiệt huyết đang dâng trào, dù lấy khi thế phút cao, ta chiến đấu với khát khao. Sống để sức mình ta luôn kiên định, mặt trời lên số đập tan cam rô. Theo như mẹ Cam Trà cho biết thì cuộc thoại gần nhất của hai mẹ con là thứ Bảy, ngày 7 tháng 5. Sau đó thì bà ta chỉ nhận được tin nhắn của Trà mà thôi. Có nghĩa là đã có người lấy số điện thoại của Cẩm Trà, giả danh là cô ấy để nhắn tin gì với gia đình và để đánh lạc hôn. Anh chị vừa dẫn mấy cô gái tới cho họ, xong rồi anh chị tống tiền họ luôn hả? Để chị nói thẳng luôn, chị nghĩ là em đang rất cần tiền. Vì nếu như không thực sự cần tiền, em đã không ở tù vì tội ăn cắp. Theo yêu cầu cấp trên thì tạm thời em và Nguyệt không tham gia vào vụ án điều tra hoạt động công ty Hoàng Thuận cũng như là sự mất tích của Cẩm Trà. Ủa nhưng mà... Đây là lệnh. Dạ, con mời chú uống nước. Ôi, chú làm cái gì vậy? Từ từ nè. Đi vô trong làm việc đi. Dạ. Anh Đại, anh đừng có như vậy, không có gấp gáp được. Với lại con bé đó là nhân viên mới, tạp vụ à, nó không có biết cái gì đâu. Để em cho mấy đứa khác phục vụ anh nha. Anh muốn ngày mai cô bé đó phải qua gặp anh. Em nghĩ cái việc đó nó sẽ hơi khó. Bên em cũng phải cần thời gian để huấn luyện lại cho bé nó. Ngày mai em sẽ đưa người khác qua, được không anh? Cái gì qua đây làm gì nữa đây? Kiếm điểm tương đồng nữa hả? Dạ. Kỳ này tương đồng không nổi đâu anh. Nó xa hơn trời hơn vực lắm. Thi Trang nói đúng á. Cái con bé hồi nãy đó là nó ở tù dưới quê nó mới lên. Ở dưới quê mới lên. Cho nên nó hùng như nó chất khoát nó ngay thôi. Nó không biết gì hết á. Anh mà tương tớp kìa đó. Nó đứng tìm nó chết nhưng Trà là lụm nữa. Ê. Nói cái gì? Món hàng mà vừa yếu mà vừa thiếu kinh nghiệm là ngay sở thích của anh. Chú mày quên rồi hả? Anh Đại ơi, vậy là anh làm khó tụi em rồi. Nín, huynh Đại muốn nói gì kìa. Huynh muốn nói gì nói. Giá cũ. Anh chịu chi bao nhiêu đây cho con bé đó? Bây giờ tóm lại là cái chuyện hợp tác của chúng ta tạm thời gác qua một bên. Anh muốn cô bé đó ngày mai đúng 12 giờ trưa phải qua anh phục vụ. Nhưng mà sao lại là buổi trưa ạ? À? Nhất trưa nhị mưa. Trời ơi, sao anh biến thái quá vậy? Dạ, anh xin lỗi. Dạ, em nó còn nhỏ nó không hiểu từ nó nói sai. Cho em xin lỗi đi. Nếu anh nói vậy thì em sẽ training nha. Em sẽ dạy bài tập cơ bản để tiếp cận với anh. Dạ. Nhưng mà nhớ nhẹ tay thôi nha. Tụi em sợ lụm lắm á. Tại sao hai đứa tự ý điều tra? Anh đã nói là ngưng và đây là lệnh. Thưa anh, rõ ràng là chúng em mới đi đúng đường. Ông Đại, người cuối cùng liên lạc với Trà và công ty Hoàng Thuận, nơi cuối cùng xác nhận Trà làm việc, có liên quan với nhau. Anh không muốn nghe gì nữa. Cuối giờ hai đứa làm bản tường trình cho anh. À, sếp à, em thấy sếp.
Hồ sơ con ái á, trộm cắp, có nên tin tưởng giao việc này cho nó không? Bộ còn cách khác hả? Ông đại đã chỉ mặt đặt tên rồi, bộ chú không biết tính ổng hay sao? Thôi về đi. Cô ái, tôi dặn cô sao? Dạ. Tôi dặn cô là không được phép có mặt trong phòng khi không có tôi ở đây mà. Dạ, con xin lỗi. Con chỉ muốn là dọn cho nó sạch sẽ với là nó gọn thôi, chứ con không có ý gì khác hết á. Con... Thôi, con bé nó cũng đã nói rồi, phòng của chú dơ quá, nó dọn cho gọn lại thôi. Dạ, dạ đúng rồi, dạ đúng rồi. Bây giờ nó là cục vàng của chú đó, đừng có nặng lời với nó. Qua đây với chị. Sao rồi? Dạ. Lần trước á, chị có hỏi em, em suy nghĩ tới đâu rồi? Dạ, em... Ông Đại là khách hàng lớn của công ty mình, ông không có tiếc tiền. Và quan trọng nhất, ông không chơi đứa nào lần thứ hai. Em cứ suy nghĩ thử đi, một lần và đổi đời. Em... Mà nè, chuyện này em đừng có nói cho người yêu của em biết nha. Sẽ tốt cho tương lai của hai đứa hơn. Người yêu... À, mới nhắc Tào Tháo tới kìa. Hai người dẫn ấy ở đây làm gì vậy? Hả? Chị nghe nói hai đứa sắp đám cưới, nên chị với chú Thuận muốn góp một ít vốn thôi. Tôi lại ông, tôi lại bà. Ông bà mà tốt vậy á, tôi đi đầu dưới đất. Tôi biết được ý đồ của hai người ạ. Chị đừng có buồn nữa. Em nghĩ á, sếp làm như vậy là có lý do của mình. Chúng ta cũng có lý lẽ của mình mà. Tự phá án thôi. Ok. Nếu như mà càng chần chừ như vậy á, mới là sai trái với lương tâm. Theo chị thấy, rất có thể lão đại là khách hàng của nhóm công ty đó, và Thúy Ái là người cung cấp dịch vụ. Bằng một lý do nào đó mà Cẩm Trà đã gặp nguy hiểm. Em nói là lão đại đã từng tiếp xúc với Thúy Ái. Và có lẽ như là ông ta rất là thích cô gái này. Dạ, chú tìm ai vậy ạ? Anh với chú gì? Chú... Vậy thì chúng ta tiếp cận Thúy Ái thôi. Em gái của chị đẹp quá. Trời đất ơi, dọn nó lên gửi nó thi qua hậu luôn đi. Nè, không sao đâu, yên tâm. Ông đại ông hiền lắm. Ê, chú nghĩ di chuyển được rồi đó. Anh đã chuyển tiền đợt một rồi nè. Em xuống dưới đi, xe đang đợi á. Không sao đâu. Phương sao rồi? Đã giải quyết ổn thỏa. Thank you.
Chị Huyền, chị xem nè. Tài khoản ngân hàng của Nguyễn Phú Đại vừa chuyển cho công ty Hoàng Thuận 50 triệu đồng. Cái nội dung là KSKH đặt cọc. À, là khảo sát khách hàng đặt cọc. Có lẽ nào... Không xong rồi. Có lẽ lại một cô gái nữa được chuyển đến chỗ của Phú Đại. Phú Đại để ý thấy ái như vậy, có khả năng cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Chúng ta phải đi ứng cứu. Dạ. Chết. Còn anh Bình thì sao? Không còn thời gian đâu. Hôm nay em đẹp lắm. Mời em vô nhà. Em vào được hệ thống camera nhà Phú Đại chưa? Chị đợi một chút đi, em vào sắp được rồi. Vô đi baby. À, anh vô trong tắm đi, anh chờ. Mà chú, con van xin chú đó chú ơi. Chú tha cho con đi chú. Chú ơi. Chú, thưa chú, chú làm gì vậy chú? Chú thả con. À, chú ơi, nóng con chú ơi. Anh nè, những thứ này là để tăng cảm giác mạnh đó. Em thích không? À, vừa thích mà cũng vừa sợ. Bộ những cô gái trước không thích anh. Mà xuống đây. À, anh nói thiệt với em nha. Dạ. Em đúng là người con gái bao lâu nay em kiếm mới có được. Giống như mấy người trước trời đó con này nè. Điển hình luôn mấy cầm trà lúc trước đó. Nó làm anh mất hứng. Ủa nó sao anh? Thôi con bé đó nó bị bệnh tim. Anh đâu có biết đâu. Mới đụng nó chút xíu. Trối tài trối chừng mà thôi. Giỡn xíu. Chưa lâm trận gì hết. Mà nó nghẹt cỡ nó là... Đấy là lên gì đó, trời đất ơi, anh quản gần chết luôn á. Vậy á hả? Vậy bây giờ nó ở đâu ạ? À? Mày là ai? Tại sao mày hỏi mấy chuyện này? Có biến rồi, chào thôi. Mấy đứa về sớm vậy? Sao? Hôm nào mọi thứ chót lọt hả? Thank you.
Ông thả ai ra ngay. Xin lỗi mày, tao lại lỡ tay rồi. Mày hãy ghé qua chỗ xử lý xác của ông Cẩm Trà lần trước. Qua đây xử lý nốt con ái cho tao. Alo, alo. Tôi đang rất bận, đừng cản trở tôi. Đứng lại. Tôi biết là cô không dám bắn tôi đâu. Tôi nhắc lại một lần nữa, tôi đang rất gấp. Tốt nhất là để tôi đi. Tôi nói cô đứng lại. Sao lão đại biết Cẩm Trà được chôn ở đây ta? Việc này chỉ có một mình với lại lão Thuận biết thôi mà. Trội lắm, chiến sĩ đội trọng án. Xảy ra với Trà, nói. Đó chỉ là một tai nạn. Con bé Cẩm Trà nó khó thở, cho nên tôi kêu thằng Phương và đón nó về. Tôi có tin được không? Tôi xin thề đó là sự thật. Đó chỉ một tai nạn mà thôi. Bây giờ Trà còn sống hay đã chết? Phương nó đón Trà đi. Tôi không biết gì hết. Bây giờ nghe máy và nói với Phương đúng như những gì tôi đã dặn. Nghe rõ chưa? Ông thả ai ra ngay. Xin lỗi mày, tao lại lỡ tay rồi. Mày hãy ghé qua chỗ xử lý xác của ông Cẩm Trà lần trước. Qua đây xử lý nốt cô gái cho tao. Có phải các người đã sát hại Trà và chôn xác ở đây đúng không? Em là ai? Làm sao em biết chuyện này? Trả lời câu hỏi của tôi trước. Nhanh. Đúng, Trà đã chết. Nhưng anh không phải là người giết Trà. Mày làm cái gì dữ lớn nữa? Mày nói ra khỏi đây mới. Trời ơi lão đại, người mới mà lão đại mạnh tay quá vậy. Mày xử lý đi, nói gì quá. Bà cái hàng kém chất lượng này, đừng để liên lụy tới tao nha. Em gái ơi, sao mày lạnh ngắt vậy nè? Em gái, em có sao? Trời đất ơi, nó lạnh ngắt à, mà hơi thở nó yếu lắm. Lão đại, em gọi cấp cứu cái lão đại. Mày
điên hả? Hả? Mày mang nó ra ngoài, rồi muốn xử lý thì xử lý. Nhanh! Vậy. Nhanh lên! Sao đi, con trà nó tái mét à, giờ nó không thở nữa, nó chết rồi. Tôi báo công an nghe. Mày muốn bị bắt hả Phương? Chứ giờ tính sao, con trà nó chết rồi. Tôi không có giết người. Xử lý cái xác đi, còn lại tao lo. Alo. Sau đó anh với lại Lão Thuận đem chôn thi thể của bé Trà tại đây. Còn Trang thì giữ điện thoại của Trà. Rồi Trang nhắn tin cho vài người bạn thân của Trà là vờ như là Trà chuyển chỗ làm, lên kịch bản ứng phó với công an là Trà ăn cắp tiền. Tất cả mọi chuyện là như vậy, anh không có giết Trà. Anh Nguyễn Thành Phương, anh đã bị bắt vì tội phi tang chứng cứ và môi giới phụ nữ bán dâm. Em là ai? Cô ta là đại quý Thanh Tâm. Dù em có là ai đi chăng nữa thì tình yêu của anh dành cho em là thật và mãi mãi. Xin lỗi, thời gian qua để anh hiểu lầm, tôi không hề có tình cảm với anh. Và tôi sẽ không xem đây là vật chứng của vụ án này. Tôi sẽ gửi trả lại cho mẹ của anh. Khoan, cho tôi xin. Ái, à không, Thanh Tâm, anh chỉ hỏi em một câu duy nhất thôi. Cảm xúc của em dành cho anh trong suốt thời gian qua có khoảng khắc nào là thật không? Không. Cái bẫy mỹ nhân mà họ giăng ra để lừa những người thừa tiền thiếu tỉnh táo. Nhưng mà xem ra cái bẫy của đại quý Thanh Tâm còn cao cơ hơn. Hôm nay Phương phải trả giá cho những tội lỗi của mình. Tôi tin là Phương sẽ trở thành một công dân tốt vào ngày mai. Biết đâu được, sau này anh ta sẽ là bạn thân của tôi thì sao? Vậy sao nãy không nói luôn đi, cho anh ta biết, để anh ta tự tin làm lại cuộc đời. Tôi là người thi hành công vụ, không thể nào ủy mị được. Rõ ràng ngày hôm qua tao lấy tiền thuê trọ, tao chỉ nói với mày thôi. Hôm nay tao mất 2 triệu, chỉ có mày chứ ai. Tao nói còn không có lấy. Mày bỏ ra đi cái gì? Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ phải gì mẹ? Mẹ ơi! Chụp và lấy mẫu tất cả những dấu vết ở đây. Qua khám nghiệm sơ bộ, nạn nhân tử vong vào khoảng 3 giờ đồng hồ trước. Một lần dường như đã yêu lòng, giật mình tỉnh giấc khỏi ác mộng. Bình yên là chẳng chờ mong, đôi khi đôi bạn mang sao. Nhiệt huyết đang dâng tràn, dù lấy khi thế phút thao.
Rồi cũng mãi bên cố gắng sửa sai, cho dù sống ra như